Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Boss Trương Hàn chiếm được cảm tình fan nhờ Sam Sam Triệu Lệ Dịnh. Trương Hàn nổi tiếng là ngôi sao thuộc dòng phim thần tượng. Các bộ phim anh tham gia như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng hay Giá Trị Của Thẳng Nữ đều rất thành công, nhưng bản thân Trương Hàn vẫn chưa bao giờ tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Fan nữ thường yêu quý những anh chàng lạnh lùng, nhưng các nhân vật do Trương Hàn đóng lại lạnh lùng đến cứng nhắc. Dù diễn xuất của Trương Hàn tiến bộ theo từng bộ phim, nhưng trong mắt nhiều người, anh vẫn chỉ là bình hoa tô đẹp các cảnh phim mà thôi. Nhiều người nhận xét, Trương Hàn đẹp thì đẹp nhưng nhìn anh ấy cảm giác không thoải mái lắm, giống như thiếu cái gì ấy. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia vai Phong Đẳng trong Sam Sam đến rồi, Trương Hàn mới thay đổi được quan điểm của khán giả. Nhiều người nhận xét Trương Hàn đã sinh động hơn, đã có chút con người chứ không còn là con robot hoàn mỹ thiếu cảm xúc chân thật. Rõ ràng vai Phong Đẳng rất phù hợp với Trương Hàn. Dù ban đầu có rất nhiều ý kiến phản đối Trương Hàn, cũng như anh vào vai Phong Đẳng vẫn còn quá non nớt, nhưng không ai có thể phủ nhận việc Trương Hàn mới là diễn viên thích hợp với vai Phong Đẳng nhất. Ngoài những cảnh lạnh lùng đẹp trai ra, ánh mắt si tình hay nụ cười cương chiều của Trương Hàn đã cuốn hút khán giả vào bộ phim. Bất cứ câu nói nào của anh dành cho Sam Sam cũng dễ dàng khiến trái tim khán giả nữ rung động. Không chỉ thể hiện được vai Phong Đẳng trọn vẹn, Trương Hàn còn chứng minh cho khán giả thấy anh đã tiến bộ rất nhiều. Đa phần khán giả đặt chấm cho Trương Hàn đến 90/100 điểm nhờ vai này. Thời điểm Sam Sam đến rồi được phát sóng, cơn bão này không chỉ càn quét khắp Trung Quốc mà còn lan truyền đến tận Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Rất nhiều người cũng thay đổi thái độ của mình sau khi xem bộ phim này. Từ nghi ngờ bất mãn, họ dần chuyển sang yêu thích bộ phim lẫn cặp diễn viên chính. Cũng như vậy mà Trương Hàn đã lấy lòng được những người không thích mình và đang có dấu hiệu vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu cho dòng phim truyền hình thần tượng của Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.